cái giống này nè cả nhà, giống này siêu to luôn á ha, trồng dâu siêu tái luôn á. Ngon ha. Như cái hoa này đẹp chưa? Đây mọi người thấy cái chậu này không? Cái chậu này là năm rồi anh có trồng dâu rất là nhiều luôn á, trái nó hồng xuống đây nhiều lắm luôn á. Nhưng mà năm nay thì anh không có trồng cái chậu này nữa. Tại vì sao không? Tại vì ở trên á, ở trên á nó có cái cây chanh nè, cây cam nè cả nhà. Cái trồng xuống á cái nó bị giống như chanh cây cam nó bị mất hết chất dinh dưỡng á. Cho nên là bây giờ mình sẽ trồng qua một cái ô bên này. Bây giờ thì anh sẽ đi lấy đất, lấy phân trộn nha, đặng trồng. À, dâu dễ trồng lắm, chủ yếu là đủ chất dinh dưỡng á, là trái nó sẽ to thôi à. Bây giờ mình sẽ đi vô lấy đất ha. Wow. Ở trong gara á con. À quên nữa, cái dâu này á là mình xin bên ba mẹ chồng, ba chồng á, nó dạng theo kiểu như là no. là cái dạng như là cái runner của nó, là mấy cái nhánh mà nó mọc ra cả nhà. Cho nên mình về cái mình trồng xuống liền á thì nhiều khi nó sẽ chết á, cho nên là mình đang ngâm nước nó ra rễ rồi nè. Đó, nó ra rễ trắng hết rồi ha. Bây giờ mình trồng xuống thì vài tuần nữa là mình sẽ có ăn thôi. Tại vì đây nó có hoa luôn nè cả nhà. Này. Nó có hoa sẵn này, trồng dâu nhanh lắm. Bây giờ mình đi lấy đất hay đi ha. Wow. In the garage. Úp. Cái nón mà nó cứ chạy hoài. Là cây mục nè. Xong. Mình sẽ bỏ một mớ phân này vô nữa. Bỏ phân vô ha, bỏ phân vô cho nó tốt ha. Nè con làm đi nè. Này, cây nó ra rễ rất là nhiều luôn cả nhà, mình chỉ cần mình trồng thì mình trồng xuống thôi. Dâu á thì cái ngay chỗ cái mắt á, mình trồng chỉ tới cái chỗ này thôi nha cả nhà, ngay cái mắt thôi nè, đừng có trồng sâu quá nó chết cây á, nó không có nhảy con được, nó không có nhảy bẹ được. Rồi. Mình chỉ cần trộn cái phân gà này là cả nhà, là năm sau là trái dữ lắm luôn á. Dâu là chỉ cần bón tốt là được, tốt là nó sẽ ra trái nhiều lắm. Rửa tay luôn mẹ, lên nghe hay luôn mẹ.
đây đây rửa luôn này giờ. Rồi được rồi, đi vô rửa tay bằng xà bông lại cho mình. Can we stop? Can we stop? Đây là cái bụi dâu mà năm rồi á, cả nhà sẽ thấy bên hái rất là nhiều luôn. Cái bụi này cái rất là to Henry ha. Đây thì hôm nay trồng dâu thì hôm nay trồng dâu á thì quanh có cái giống này nè cả nhà, giống này siêu to luôn á ha, trồng dâu siêu tái luôn á. Vậy thì vài tuần nữa thì mình sẽ có thu hoạch ha, cho cả nhà coi ha. Ngày nay á thì trồng dâu cũng thèm quá cho nên là quyết định đã đậu một dĩa dâu to khổng lồ như vậy, đặng mình sẽ chấm sô cô la nha cả nhà. Đó. Henry take the picture nữa con. Okay. Rồi xin cho mommy nè. The chocolate go red. Yeah, 1, 2, 3. What's Sophie đâu? Hello mọi người. Hello cả nhà. Hello mọi người. Yay. Yay. Okay. Thì bây giờ á là mình sẽ vô nhà và mình sẽ làm chocolate chấm sô cô la nha cả nhà. Chocolate chấm sô cô la nha cả nhà. Đây mình vô nhà mình ăn chocolate sô cô la ha. Này cả nhà thấy cái dâu, bông hoa dâu đây rất là to này. Là cái giống trái này nè cả nhà. Đó. Mốt nó sẽ to như vậy á. Hồi sáng nhà mấy mẹ con ra ngoài trồng dâu rồi cả nhà ơi. Bây giờ là vô đây mình sẽ ăn dâu chấm sô cô la nha cả nhà. Nè, xong đây biết chưa? 1, 2, 3, smile. Good boy. Này, của con đây. Nè, nè chocolate nè. Nè, Sophie, Henry với mẹ chấm chung nha. Sophie với Sophie chấm đây nha. Nè, chấm đi quậy đi gần lát mẹ em dọn. Nè, hế. Bạn này, bạn chấm cho nè. Nha. Oh, cái bún nóng nha, dùng là nóng. Rồi xong luôn. Xong luôn. Cho cô chú coi trái sô cô la nè. Trái sô cô la này cô chú ơi. Đây. Mời cô chú nha, nó không lấy nét được. Trời ơi. Ăn mẹ thử trước. Ngọt quá. Chấm rồi. Thằng này không có chuỗi nào hết. Trời ơi, thằng này không. Không có chuỗi nào nha. Hôm nay mẹ sai lầm mà mẹ cho mặc áo trắng không. Trái dâu á cả nhà trồng rất là dễ luôn, chỉ cần là mình bón phân đầy đủ ha. Nhà khăn của con là bắt đầu là trái rất là nhiều cả nhà, trái nhiều lắm, bên đây trồng dâu dễ lắm. Đây đây mời mời cả nhà ăn trái nữa nha. Nó có lấy nét không Henry? Lấy nét không mẹ không? Nó. Trời ơi cái mặt của Sophie kìa Henry. Hai con chú cái mặt mèo, dù mèo gừa mặt như mèo. Trời ơi bố quậy. Bạn lắc mẹ dọn đã luôn. Giờ cho mẹ chấm với Henry nha. Chấm với Henry ha. Henry mời cô chú chưa? It's mama. Là cái này của mama nè. Đây kem để xuống này lá ăn kem ha. Ăn sô-cô-la trước ha. Mommy sai lầm hôm nay cho hai đứa mặc áo trắng không. Màu trái này dâu là giống mẹ trái to lắm cả nhà. Ngon ha. Nó ngọt ha. Trời ơi, cắm một cái nó ngập miệng luôn à. Thấy ghê rồi cô chú ơi, mẹ hôm nay sai lầm, mẹ cho mặt hai đứa mặc đồ trắng lắm cô chú ơi. Ăn xong cái này là chắc là mẹ phải đi ngâm đồ luôn á.
Sao đứa nào mà ăn cắn có một nửa trái bỏ vậy? Ai vậy? Henry. Henry sao con ăn hết? Con ăn hết chứ nè. Con hốt trái. Mẹ. Con ăn hết trái thì mẹ. Đang quên con ăn. Sao bây ăn cái này nè con, cái nó bự quá con cắm được nè. Nó nhỏ đi đi. Cắm vô. Cắm vô. Tại vì nó dọc chứ nó ăn cái gì. Ăn coi. Cảm ơn. Ăn đi. Cái này ngon quá. I got the wrong one. Ra tay, ra tay, ra tay. Leave your hand in. Nó giòn, nó to á. Mà cái giống này, trái to mà nó lại giòn nữa. Chứ nó không phải mềm. Quân không thích ăn giòn mềm đó nha. Ngọt quá. What's my taste? Ví dụ con hả? So we take it. Trời ơi, Sophie nó giòn, nó quật. Nè, cho con nè. Ôi trời, cô chú ơi, trời cuốc hà cô chú ơi. Mèo, trù mèo, vừa mặt như mèo. Mèo, mèo. Mèo, mèo, mèo. Hi, cô chú hi. Cái nhà. Hấp quá, bự á. Ngon quá. Thuốc khâu hả? Ừ. Ra đi, nè ăn chưa? Ra. Em tiếc rồi. Mày kêu con không ăn được cái này. Henry nó, Sophie nó ghét cái gì kem kem lắm. Trời ơi, nhìn Sophie nè. Quá trời, quá đất rồi, quá trời, đất rồi. Đây là bữa ăn dơ dái nhất luôn á cả nhà ơi. Thôi còn ba trái ăn cho hết là dọn mới được. Thôi bây giờ mình chấm chocolate trước. Mẹ, chấm chocolate trước ha. Chấm chốc liệt trước, sau cái mình sẽ để kem lên. This one's so good. So good, mommy. Mommy looks so good. Ủa, thơm quá. So good, mama. Ừ, hết dĩa rồi, mày dọn dẹp. Ủa, mình chấm chốc liệt cho mình chế kem như ngon lắm cả nhà ơi. Now eat all this. This is mommy. Nó có ai? Nó giùm con á. Yeah. Too cold hả? Too cold. Sophie với Henry chê cả nhà. Like this bit. It's so thôi nè. Bây giờ bye bye cô chú nha. Bye nha. Bye. Offensive planting strawberry tree. Two strawberry. Okay. Ý Sophie, Henry muốn nói là cảm ơn cô chú đã coi Henry trồng dâu ở ngoài trước á, với là cảm ơn cô chú là coi Henry với Henry ngồi ăn ăn dâu với sô cô la. Nè, rồi con nói thêm nữa, con nói đi. Vậy cô chú nhấn cái nút đăng ký ở bên này nha cô chú. Nhấn chuông nha cô chú. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cái tên channel của mình là gì?
Nhà. Của. Của. Quanh. Quanh. Yay. Yay. Bye bye cô chú. Bye bye. Bye. Chú. Bye. 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 Bye bye cô chú nè. Nè, chuẩn bị chưa? Bye bye như chú. Sophie bây giờ là nó chỉ có sô cô la thôi. Hãy là bye bye cô chú nè. Nè, 1 2 3. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye chú. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo vào ngày mai 7:30 tối giờ Việt Nam. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.